Để bố trí các thiết bị trong nhà vệ sinh, việc đầu tiên các bạn cần phải xác nhận này là chúng ta đang ở mặt bằng sàn tầng 1. Các bạn nhớ điều đó nhé, không được nhầm với mặt bằng trần. Thẻ Insert ô Load from Library, các bạn chọn Load Family và chúng ta tìm đến thư mục có tên là Plumbing. Ở đây các bạn để thế này, nó sẽ có hai thư mục là kiến trúc và của cơ điện. Nếu như chúng ta chọn ở trong thư mục cơ điện ấy, thì nó sẽ có các cái điểm đấu nối, cao trình và tiết diện, nhưng mà chúng ta không quan tâm điều đó đây, hãy chọn là của kiến trúc thôi. Features, Water Closet là xí bệt, ở đây tôi chọn loại xí bệt này, Open. Các bạn dùng câu lệnh là PX là Plumbing Features hoặc sử dụng câu lệnh CM Component cũng được. Ấn phím Spacebar, phím cách để xoay và đặt vị trí xí bệt như tôi thao tác trên màn hình. Escape, PX. Như vậy các bạn đã quan sát được vị trí mà chúng ta đặt cái xí bệt trong nhà vệ sinh và đó chính là sử dụng cái thư viện sẵn có của phần mềm Revit với tên thư mục là Plumbing.